Ông Quỳnh văn nghệ, người làng Tân Tịch huyện Tân Quyền. Sinh năm 1914, tuổi Mậu Dần, là một thanh niên với niềm trắc ẩn sâu xa, vốn sẵn lòng yêu nước mến thương dân. Ông nhanh chóng hòa nhập phong trào, lực lượng bình dân ông bắt đầu tỏ lòng yêu nước bằng những dòng thơ: Nam Kỳ khởi nghĩa bị dìm sâu trong ngay bể máu thay chất chồng, ông tìm cách liên lạc phong trào yêu nước hải ngoại tại đất Thái Lan. Khi Sài Gòn biên hòa cùng cả nước đứng lên giành lại chính quyền, ông nhanh chóng quay về có mặt trong đội ngũ những người tiên phong. Sau thế chiến thứ hai, đội quân phố Lan Sa trở lại chiếm Nam Kỳ, ông tập hợp thành lập vệ quốc đoàn, lập nghe chiến khu núi Chi Lan, tổng hành dinh kháng chiến, chiến khu đê ra đời chống bọn đế quốc xâm lăng, âm vang tiếng thét xung phong. Đêm 1 tháng 6 4 6 dội đến Paris, cảnh tình chính quyền thực dân hãy bỏ mộng trở lại Việt Nam, không thể bình định được dân tộc này dù 18 tháng hay bao nhiêu năm. Là chiến sĩ vừa đánh giặc vừa làm thơ, mỗi năm thăm năm mộ giữa rừng, Ba Tôn Bái Chiếp Úc Lưỡng Tư Mừng, đã lần lượt anh dũng hy sinh. Ôi hậu quả chiến tranh gieo bao thảm trạng kinh hoàng, làm ngày đổ nát xóm làng, thấy phơi máu đổ xâm lăng, giữ gìn từng tấc đất